Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong ngày 27 tháng 9, các quan chức Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ. Trước đó, hai nước đã hủy bỏ một số kế hoạch cho dịp kỷ niệm này. Phái đoàn Nhật Bản do cựu Bộ trưởng Ngoại giao nước này Yohei Kono dẫn đầu, còn đoàn Trung Quốc do ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc làm trưởng đoàn. Tại buổi gặp mặt, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yohei Kono bày tỏ lo ngại về việc gần đây đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình tại Trung Quốc phản đối Nhật Bản liên quan vấn đề chủ quyền đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là điếu ngư. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kono hy vọng hai nước sẽ sớm có biện pháp giải quyết các tranh chấp hiện nay. Tình hình hiện nay đã khác rất nhiều so với lúc tôi gặp ngài hồi mùa xuân năm nay. Tôi đến đây lần này với trái tim nặng trĩu. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày 27 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tiếp tục khẳng định lập trường của nước này đối với chủ quyền quần đảo Điếu Ngư. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ở thời điểm căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ qua do tranh chấp về lãnh thổ. Vấn đề này cũng khiến quan hệ về kinh tế và thương mại giữa hai nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong chuyến công du lần đầu tiên tới Mỹ kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã kêu gọi quốc tế trợ giúp Myanmar trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Theo ông Thein Sein, đây là điều kiện bảo đảm cho sự thành công của cuộc cải cách đang diễn ra mạnh mẽ tại Myanmar. Trong bài phát biểu trước cộng đồng châu Á tại New York, Tổng thống Thein Sein đã thừa nhận thực trạng kinh tế nghèo nàn của Myanmar như thiếu vốn đầu tư, thiếu nhân lực và trình độ, cũng như công nghệ. Myanmar không thể tiến hành cải cách nếu không có sự trợ giúp từ quốc tế về đầu tư và chuyên môn. Cũng theo ông Thein Sein, trong vòng 20 đến 30 năm nữa, nếu dân số Myanmar lên tới 100 triệu người, thì an ninh lương thực cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Myanmar đặt mục tiêu đến cuối năm tăng trưởng GDP đạt 7,7% và hướng trọng tâm vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Ông Thein Sein đánh giá cao việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa Myanmar trước đó, và cho rằng điều này sẽ mở đường cho rất nhiều nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ông cũng kêu gọi những trí thức tha hương, nguồn chất xám quý giá của Myanmar quay trở về đóng góp cho đất nước. Ông khẳng định nếu có thể phát triển kinh tế một cách bền vững, thì quá trình dân chủ hóa ở Myanmar sẽ không thể bị đảo ngược. Hiện quá trình hướng đến cải cách ở Myanmar đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Ngày 26 tháng 9, chính phủ Mỹ đã thông báo sẽ tiến hành các biện pháp nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Myanmar để ghi nhận những tiến bộ của chính phủ nước này. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố trong ngày 27 tháng 9 cho thấy, đương kim Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đang dẫn trước với khoảng cách khá xa là 15 điểm so với đối thủ chính, ông Enrique Capriles, trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tới. Chỉ còn ít ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ được tổ chức. Nhiều cuộc thăm dò dư luận đã được thực hiện với kết quả khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều cho thấy hai ứng cử viên áp đảo trong cuộc bầu cử lần này là đương kim Tổng thống theo đường lối cánh tả Hugo Chavez và chính trị gia đối lập Enrique Capriles. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất được tiến hành từ ngày 21 tới ngày 25 tháng 9 cho thấy khoảng cách giữa ông Chavez và cựu Tổng thống bang Miranda là 15 điểm. Kịch bản nhiều khả năng có thể xảy ra nhất là 57,5% cho Tổng thống Chavez và 42,5% cho ông Capriles. Liệu tỷ lệ này có thể thay đổi không? Tôi tin chắc là có bởi vẫn còn nhiều cử tri chưa có lựa chọn cuối cùng. Kết quả một cuộc thăm dò trước đó cho thấy một tỷ lệ rất cao số người được hỏi nhất trí với cách điều hành đất nước hiện nay của Tổng thống Chavez, gần 70%. Cầm quyền tại Venezuela từ năm 1999 đến nay, ông Chavez hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ lại chiến thắng một nhiệm kỳ 6 năm nữa và cam kết sẽ tiếp tục con đường cách mạng mà ông đã tiến hành trong hơn 10 năm qua. Theo bạn, trong thời gian tới, ai sẽ điều hành đất nước Venezuela? Tôi tin rằng sẽ không có cơ hội cho các đối thủ. Trong khi đó, ứng cử viên cánh tả Capriles tuyên bố sẽ cân bằng giữa tự do thương mại và các chương trình phúc lợi xã hội, vốn nhận được sự ủng hộ của các nhà đầu tư nước ngoài. Hãy suy nghĩ theo những gì các bạn muốn. Tôi muốn trở thành vị tổng thống của mọi người dân của đất nước này. Một cuộc thăm dò dư luận của Data Analysis cho thấy khoảng cách giữa hai chính trị gia này là khoảng 10%, rút ngắn so với tỷ lệ 12,5% trước đó. Cuộc thăm dò cũng cho thấy còn khoảng 15,5% các cử tri không tham gia hoặc chưa có quyết định. Và đây cũng là cơ hội để ứng cử viên Capriles tạo nên sự thay đổi.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục truy quét các tay súng chống đối sau vụ đột kích trong ngày hôm qua 27 tháng 9 và tiêu diệt 8 thành viên của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC, trong đó có 2 thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bogota, Bộ trưởng Quốc phòng Carlos Pinzón cho biết trong cuộc đột kích này, quân đội chính phủ cũng đã bắt giữ một số thành viên của FARC. Vụ tấn công này diễn ra giữa lúc chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos chuẩn bị mở các cuộc đàm phán hòa bình với FARC. Tuy nhiên, trong một thông báo chung công bố ngày 27 tháng 9, FARC và lực lượng quân đội giải phóng quốc gia gọi tắt là ELN tiếp tục bác bỏ văn bản khung pháp lý hòa bình được Quốc hội Colombia thông qua nhằm thiết lập các điều kiện mang tính ràng buộc cho quá trình giải giáp. Cả hai nhóm này đều coi văn bản của chính phủ Colombia vừa được đưa ra như một trò hề, mang tính chiến tranh nhiều hơn là mang lại hòa bình. Hai lực lượng trên đều cho rằng không thể chấp nhận một văn bản như vậy khi mà nó ngầm đưa ra một tối hậu thư cho rằng hòa bình được lập lại là kết quả của một chiến thắng quân sự của chính phủ Colombia. Thông cáo nhấn mạnh FARC và ELN không nhất trí như vậy khi mà hai bên tiến hành đàm phán hòa bình dựa trên một văn bản pháp lý được Quốc hội Colombia ấn định trước và trong khi chính phủ Colombia vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo.